Kim mộc thủy hỏa thổ. Để xem nào. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Ông nhà mình mệnh thủy, vậy thì nhất định phải chọn được người mệnh kim thì làm ăn nó mới khấm khá được. Bà đang đọc gì mà chăm chú thế? Tôi đang nghiên cứu xem vận mệnh của ông năm nay có phất không đấy. Thôi thôi, tôi xin bà, từ ngày bà đắm chìm vào bói toán, cha con tôi có được yên thân bữa nào đâu. Vớ vẩn. Người ta nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Tôi là tôi cũng chỉ muốn tốt cho gia đạo nhà mình thôi. Được được, tôi hiểu, tốt, tốt lắm rồi, được chưa? Mà này, mới sáng ra ông ăn mặc chỉnh tề như vậy, ông định đi đâu hả? Hay là hẹn hò với đứa nào? Vớ vẩn, đúng là đàn bà, đầu óc chẳng khá lên tí nào cả. Hôm nay quan huyện về làng tham quan, tôi nhất định phải đi đón tiếp mới được. Không được, không được. Hôm nay là ngày hung cát, không thích hợp để xuất hành. Tốt nhất ông hôm nay ở nhà cho tôi. Bà này, nói hay nhỉ. Nếu mà hôm nay tôi không đi tiếp đón quan huyện chu đáo ấy, thì mới gọi là hung cát đấy. Thôi được rồi, vậy để tôi xem thử xem giờ nào xuất phát thì hợp với tuổi của ông nhá. Ôi da ôi, bà cứ vẽ chuyện, đi thì giờ nào mà chẳng được. Ông đúng là, cứ nghe tôi, nhất định sẽ có lợi. Tôi tính cả rồi, một lúc nữa là sang giờ thìn, ông cứ đi giờ đó là chuẩn nhất. Cái gì? Ý bà là tôi chưa đi được và nhất định phải chờ tới giờ thìn thật à? Chứ còn sao nữa? Thôi ông nghe tôi đi, đi vào giờ mão này á, không hợp với ông một chút nào cả. Có khi sự nghiệp, tiền tài tiêu tán đấy chứ, ghê lắm. Kìa ông, đợi tôi một chút. Lại chuyện gì nữa? Tôi đang chờ đến đúng giờ thìn của bà rồi còn gì. Ông đúng là chẳng biết cái quái gì. Người ta đi xuất hành thì ngoài xem giờ, còn phải xem hướng, xem người. Thế nó mới chuẩn chứ. Cái gì? Tóm lại là ông phải nghe theo tôi. Gì chứ, trình tôi giờ lên cao rồi, xem chuẩn lắm. Hôm nay hướng xuất hành tốt ý, là hướng đông nam. Lát ông cứ thẳng hướng đó mà đi cho tôi nhé. Hướng đông nam á? Hả? À, là đường vòng, phải đi qua giếng làng, gốc đa, rồi mới tới được đình làng à? Sao bà lại bắt tôi đi xa thế hả? Đành chịu thôi, ai bảo hôm nay là ngày xấu chứ. Thế giờ tôi đi được chưa? Từ từ, từ từ đã nào. Ngoài kia có phụ nữ, ông không thể ra ngõ gặp gái được. Ông vào đi. Ui dào ôi, lại còn thế nữa. Rách việc, đường là của chung, dài hay gái, ai đi mà chẳng được. Ông không biết chứ, ra ngõ gặp gái là đen phải biết. Đi vào, vào nhanh lên. Được chưa, tôi mà đến muộn, quan huyện trách phạt là tội do bà đấy. Biết rồi, tôi căn ke đủ giờ, ông cứ yên tâm đi. Được chưa, sắp tới giờ rồi đấy. Ôi giời ạ, sao sáng ra toàn gặp gái thế này. Hết bà bán rau, giờ đến bà bán vịt, rồi lại hai cô ra đồng. Thôi thôi, không kịp nữa rồi, tôi phải đi đây. Ông này hay nhỉ, tôi nói mà cứ cãi là sao. Ông chờ một chút nữa thôi, nhất định sẽ có người khác đi qua. Tôi phải chọn người thông minh lanh lẹ để lấy vía cho ông nữa chứ. Bà rách việc quá đấy. Đây rồi, thằng Hồng Xiêm, nó thông minh, lanh lẹ nhất cái làng Hạ. May quá. Được rồi, đến giờ, đúng hướng, đúng người rồi đấy. Ông mau ra đi nào. Hồng Xiêm đi học đấy à? Vâng, con chào Phú ông ạ. Đấy, ông thấy chưa, tôi chọn người là chỉ có chuẩn. Hồng Xiêm nó thông minh thì khỏi bàn rồi. Kiểu gì hôm nay ông cũng được quan huyện khen mà cất nhắc cho xem. Ờ, à, rồi rồi. Ông ơi là ông, sao giờ này ông vẫn còn đứng ở đây thế hả? Sao, có chuyện gì? Con vừa đi qua đình làng, thế quan huyện gọi ông nhặng xị cả lên mà không thấy ông đâu. Cái gì? Gọi ta à? Người có nghe lầm không? Chứ hôm nay ta xem kỹ lắm rồi, xuất phát đúng hướng, gặp đúng người, làm gì có chuyện bị trách được chứ. Chính xác luôn, tai còn nghe rõ mà. Quan huyện còn nói nhất định sẽ khiển trách ông vì tội vắng mặt. Lần này ông mất suất làm ăn trên tỉnh là cái chắc rồi ông ạ.
Ôi giời ơi là rồi. Bao lâu tôi phấn đấu chỉ đến định quan xin cho một suất đất rẻ trên tỉnh. Ai dè, tất cả cũng tại bà. Bày đặt bói toán làm gì? Giờ thì tôi bị khiển trách rồi đấy. Vừa lòng bà chưa? Tôi đâu nghĩ sự tình lại ra thế này cơ chứ. Kiếng cữ cho lắm vào. Giờ thì cái hạn nó vận vào thân rồi đây này. Ôi, thế là mất. Mất hết rồi. Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm kỳ cóp dành dụng, chúng ta cũng xây được căn nhà mới rồi. Chuyển nhà mệt quá, nhưng mà vui mình nhỉ. Bỏ công hầu hạ cho nhà phú ông, tuy ông ấy có hay cắt xén tiền công, nhưng đến lúc chúng ta xây nhà lại hào phóng cho vay một khoản với lãi rẻ, cũng được an ủi đôi chút mình ạ. Vâng, thôi nhanh tay lên mình, chuyển đồ vào cho xong còn dọn dẹp. Cũng phải mất mấy ngày nữa mới đâu vào đấy mà ở được. Thế mình đã tìm thầy cúng chưa? Mà chưa gì đã đòi ở. Tôi chưa. Nhưng mà tôi nghĩ cũng chẳng cần đâu mình ạ. Khi không mất thêm một khoản tiền đồ cúng, rồi tiền công trả cho thầy nữa, vợ chồng mình trước nay cũng có làm gì xấu đâu. Ừ, thế cũng được mình ạ. Tôi cũng nghĩ như mình ấy, cứ ăn ở tốt là được. Chắc là ông trời không gieo vận hạn cho người thật thà, lương thiện, lại chăm chỉ như chúng ta đâu. Tôi về rồi đây. Hôm nay có cơm canh cua phải không mình? Tôi đói bụng quá đi mất. Ơ kìa, mình làm sao thế? Mình về rồi đấy à? Tôi, khi nãy tôi ra sân phơi quần áo, vẫn còn khỏe lắm. Thế mà bước vào trong nhà, xây sẩm mặt mày, rồi ngã xuống, chẳng biết gì nữa. Dạo này mình cứ hay bị mệt mỏi. Tôi cảm giác từ khi sang nhà mới, sức khỏe của mình yếu hẳn đi. Tôi không sao đâu. Chắc là dạo này ăn không thấy ngon miệng, nên tôi gầy đi, cũng yếu đôi chút. Mình đừng lo quá. Nhưng nhìn mình thế này, nhớ lại những lời phú bà nói hôm trước, làm tôi cũng sợ mình ạ. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Vâng, thế để chiều mát, mình hỏi nhà thầy cúng ở đâu, cứ mời thầy về cho yên tâm cũng được. Tôi cũng lo lo rồi đấy. Ôi giời ơi, hai anh chị này, tôi đã dặn đi dặn lại rồi. Nhà mới là độc lắm. Người ta xây nhà mới vào năm nào là năm ấy rất dễ gặp hạn. Anh chị cứ không nghe tôi. Dạ, cũng tại chuyển nhà xong nhiều việc cần lo, nên chúng con cứ ưu tiên chuyện khác trước mới ra nông nỗi này. Bà, hay là bà đưa con đến nhà thầy cúng được không bà? Thì đi luôn chứ còn gì nữa. Anh còn chần chừ thêm ngày nào á, thì vợ anh còn đau ốm thêm ngày ấy. Nhanh lên. Hả? Thầy nói sao ạ? Cúng tân gia 5 đồng, tạ đất 5 đồng, tổng cộng tận 10 đồng ấy ạ. Cái anh này đúng là đồ. Đồ chưa đi mời thầy về tạ đất bao giờ. Anh thử hỏi bà chủ của anh xem, thầy lấy thế là đắt hay rẻ? Rẻ hay là quá rẻ? Hả? Ừ, thầy đây là thầy có tiếng lành đồn xa, xem bói thì trăm lần trăm trúng, mà tạ đất ấy thì chuyên bắt được. Ờ, dạ bắt được gì cơ ạ? À thì xem bói ra ma, quét nhà ra rác. Các cụ ta chẳng bảo thế là gì. Nhà anh là đất mới, dễ là dễ, dễ có lắm. Đời vợ chồng con, đây cũng là lần đầu được mời thầy về tạ đất. Thôi thì bà xem giá này có hợp lý chưa? Để con chốt kèo với thầy vậy. Hợp lý quá chứ còn gì nữa. Thuê thầy á thì anh cứ yên tâm. Ấy ấy, thầy đừng giận. Ngoài đắt ra thì thầy nói gì, làm gì cũng thuyết phục cả. Thôi, nô đặt tiền ở đấy cho thầy, rồi về chuẩn bị đi. Thầy đồng ý rồi. Ồ, thế chị lại quyết định thay cả tôi à? Nhưng mà cũng đúng ý tôi đấy. Anh chị làm cái cỗ mặn, cỗ chay, mua hoa quả hương rượu đủ cả đi. Chính ngọ ngày mai là thầy đến. Có nhà mới mệt mỏi thật đấy. Lại phải làm lễ tạ đất tạ đeo, tự dưng lại mất thêm cả đống tiền. Mà chẳng biết có giải được vận hạn thật không nữa. Nhưng mà không làm thì cũng không yên tâm. Thôi, cố lo tiền làm cho xong. Tốn kém quá mình ạ. Chưa gì đã thuê thầy hết tận 10 đồng bạc. Chỗ đổ cúng này cũng ối tiền ra đấy. Tôi chỉ sợ bị người ta chặt chém. Mình đầu tư tiền xây nhà rồi,
Đừng vì vài đồng cúng bái mà tiếc rẻ mình ạ. Chuyện tâm linh là không đùa được đâu. Ừ, không tin lắm thì cũng cố tin vậy. Chứ tôi cũng thấy sợ sợ. Từ ngày chuyển về nhà mới, tôi cứ hay mệt mỏi, say sẩm mật mày suốt. Ăn uống thì không thấy ngon miệng, sức khỏe yếu hẳn đi. Thằng bé Hồng Xiêm sao giờ này vẫn chưa đến nhỉ? Hả? Mình bảo Hồng Xiêm đến làm gì cơ? Thật ra tôi nhìn mặt thầy gian lắm. Nhờ Hồng Xiêm đến, xem ông ấy có lừa đảo gì vợ chồng mình không. Nếu có thì đòi tiền lại, còn không thì thôi. Anh Nô, chị Nô, em tới rồi đây. Em nấp ở ngoài này luôn nhá. Em cứ vào đây ngồi đường hoàng đi. Nếu nói điêu thì người ngại là ông ấy. Em có làm gì khuất tất đâu mà phải trốn. Vâng ạ. Thầy tới rồi, chúng con chào thầy ạ. Ôi thôi đen rồi, cái thằng Hồng Xiêm này tuy là trẻ con nhưng nó còn khôn hơn cả người lớn đấy chứ. Mong là nó không bắt được cái thóp nào của mình. Được đấy, được đấy. Đúng là gia chủ có tâm, bày biện cứ ngồn ngôn cả lên, làm thầy thèm. Ông bà la tà xù, ông bà la tách nhau ra, ông bà la tách nhau ra. Dạ thưa thầy, tách cái gì cơ ạ? Nhà con chỉ có hai vợ chồng, thầy lại đọc chú bảo tách nhau ra. Thế thì là ở nhà mới lại sớm bỏ nhau ạ? Để yên cho thầy khấn. Chí giỏi hỏi rằng, nhà này có hai mống cô cậu, nhưng đấy là mắt người phàm thấy vậy thôi. Nhãn thần như thầy á, thầy nhìn thấy cả đống người đây này. Ui, cả đống cơ à thầy? Sao lại thế được ạ? Khi anh hỏi câu đấy thì là trong đầu anh cũng có câu trả lời rồi, đúng không? Chỉ là anh không dám nói ra thôi. Mà thôi, tốt nhất đừng nói. Vì hai cái chữ con ấy đấy, không phải là để nói tùy tiện. Khi không lại nhắc nó vật cho mà ốm thêm ấy. Ôi mình ơi, mình có thấy tôi sởn hết cả gai ốc lên rồi không? Bao nhiêu năm nay chúng ta không lo cúng bái, nên giờ cái thân tôi mới bị đầy đọa. Xin lỗi mình, cũng là tôi không cẩn thận, để sức khỏe của mình bị đe dọa. Lại chẳng thế, tại anh chứ tại ai? Tại anh nên bây giờ vợ anh mới ốm giặt ốm dẹo ra đấy. Dạ vâng vâng, chúng con xin nghe theo thầy hết ạ. Cắm câu rồi. Nếu thầy khẳng định là trong nhà này có con đấy, thì thầy chỉ xem nó thường trú ở đâu. Thầy bảo vu vơ thế, ai mà chẳng nói mò được. Hồng Xiêm kể ra cũng gớm nhỉ. Thầy nói nãy giờ mà không tin đúng không? Đi theo thầy, tất cả đi theo thầy. Núp vào sau, nó có phun ra tí âm khí nào thì thầy còn đỡ cho. Cái giống nhũng nhiễu này ấy, không biết nó thì thôi, chứ đã nghe đến sự tồn tại của nó mà còn không biết sợ thì nó quật cho thôi rồi. Nãy giờ đuổi hình bắt bóng mãi mà chưa vớ được con nào hả thầy? Thầy bảo nhà có cả đống người cơ mà. Đây đây, chính xác là ở cái giường này thường có ít nhất là một đứa, đêm đến thì có hẳn 2, 3. Nó chen nhau trên cái giường này này. Sáng dậy chị Nô hay cảm thấy đầu thì đau, người lại lạnh, có đúng không? Dạ vâng, đúng ạ. Thế thì đúng rồi đấy. Cái giường này á, nó êm, nên là người hay cái chưa hẳn là người, nó đều thích nằm. Nó chính là nguyên nhân làm cho chị ốm yếu xanh xao đấy. Thầy ạ, nãy giờ thầy đã nói rất nhiều, nhưng con chẳng thấy bằng chứng ở đâu, vẫn cứ là nói suông. Vớ vẩn, thầy mà nói điêu á, là thầy... Thầy... Thầy làm sao ạ? Thì thầy trả tiền đền gấp 10. Là thầy nói đấy nhé. Trước hết, khi nãy thầy đến cúng, tuy có khấn và quỳ lạy nhưng lại quên thắp hương. Thế thì thần thánh nào biết mà độ cho? Ừ nhỉ, chết thật, quên mất không châm hương cho thầy. Thứ hai, cái giường này phú ông mới cho nhà anh chị Nô tối hôm qua. Để thầy đến thì có chỗ ngồi cho tươm tất. Chứ anh chị ấy chưa gom đủ tiền mua giường, cả tháng nay toàn phải trải chiếu nằm dưới đất. Ừ nhỉ, thế mà anh lại quên mất Hồng Xiêm ạ. Còn thứ ba, chết thật, đã cẩn thận đến thế rồi mà vẫn để nó nhìn thấy sơ hở, làm sao đây? Ơi mình ơi, mình làm sao thế? Mau gọi thầy Lan đến đi. Chị nhà đã có thai rồi,
mạch đập này mới được hơn một tháng. Thời gian đầu, cơ thể thường hay ốm, cũng là dễ hiểu. Ôi thật sao ạ? Vợ con có thai à thầy? Tốt quá, tốt quá! Úi giời đấy, thấy chưa? Vợ anh có thai. Thế nhà anh chẳng đang có cả đống người còn gì. Còn có thêm đứa con trong bụng chị ấy mới đang thành hình. Thế thì thầy bảo có nhiều hơn hai vợ chồng đấy, còn gì nữa. Thôi, anh nô chăm vợ đi nhá, thầy về đây. May quá, may quá. Lần này may cho thầy cúng